lại một, tôi xin nhắc lại một chút nữa là mấy kỳ trước tôi thường hay quên giảng là thọ năm giới rồi 10 ngày chay thì chúng ta không có điều kiện gì hết, nghĩa là không có bắt buộc ông ấy bà phải đến tịnh xá hay là cúng tiền cúng bạc hay là kêu tôi là thầy, tuyệt đối không được theo thầy khác, không có vấn đề đó. Thì nếu thấy ở chỗ nào người ta giảng cao thì được có quyền đến nghe, chứ không phải phải lợi tịnh xá Ngọc Vân không, không có vấn đề đó. Và không phải tôi là người thầy độc nhất, không có những đòi đó. Người cư sĩ là có vô lượng thầy, mình là thiện tính của thiện thì chỗ nào thiện mà được quyền đến. Ví dụ tinh lành Thiên Chúa hay là các nơi mà tránh cái chỗ chính trị, cái chỗ ông lên bà xuống, cái chỗ mê tín dị đoan, chỗ thiên cơ sấm giảng thì người Phật tử đã thọ giới rồi, không còn đến đó nữa. Những chỗ cầu hồn, cầu cơ bút tuyệt đối không được đến. Còn mấy cái chỗ mỹ bà này kia cũng nên tránh, còn nếu có đến thì không được lại, chỉ chấp tay xá mà thôi. Để lại thì bể cái pháp tam quy, tức là quy y Phật pháp rồi, không y nghi ma quỷ thần nữa. Lúc mình chưa quy y mình lại được thì mình thấp hơn các ngài, còn quy y thì thần thấp hơn cõi trời dục giới. Thọ năm giới là trời dục giới, không được lại người nữa, không được lại thần nữa. Nên mà nhớ, còn như là Khổng Tử, Lão Tử, Đức Chúa thì được lại, những vị đó là cõi trời cao hơn mình, bậc thánh nhân. Thì nhắc để quý ông ấy bà nhớ. Còn ngoài ra hỏi sư thọ giới thì có điều kiện gì không, xin thưa là không có điều kiện gì hết. Chúng ta có thể đi các nơi học hỏi chỗ nào giảng chánh pháp, mà chúng ta phải phân biệt chỗ nào chánh pháp, chỗ nào tà pháp đấy, tập nghe để cho rõ. Chánh pháp là nói về trí tuệ, người nào giảng chúng ta chấm dứt tham sân và si mê tà kiến, đó là chánh pháp. Còn ai giảng mà cho chúng ta có thần thông, có thiên nhĩ, có mắt thấy xa, có mắt trời, có lỗ tai nghe âm thanh, nghe các loài tiếng chim, có thể có tha tâm thông, nghe biết được tâm người khác, tất cả những cái đó đều là tà đạo, không đưa tới giải thoát. Nên nhớ, ông bà rất thích thần thông, nhưng mà thần thông không phải là đạo Phật, mà đạo Phật là đạo của trí tuệ. Trí tuệ làm sao trong cuộc sống này không còn phiền não nữa, không còn tham lam vật chất nữa, không còn sân giận nữa, và không còn si mê, không còn tà kiến, là không tin nhân quả nữa. Thì đó là chánh pháp. Sau này tôi còn giảng rề dài, chư Phật tử phải nghe cho rõ. Rồi sau đó các nơi nào giảng chánh pháp, chúng ta cứ đến nghe. Còn nơi nào chúng ta thấy tà pháp thì yên lặng mà rút lui, đừng phê phán, đừng chỉ trích để mang tội. Ai làm thì nhân quả người đó phải chịu. Nhưng mình thấy chỗ đó là thiên cơ sấm giảng chánh trị, lập tức rút lui. Chư Phật tử phải tránh cái chỗ đó. Nhưng nhớ, còn ngoài ra không có điều kiện gì đối với tôi hết. Phật pháp là không có điều kiện, và cũng chẳng có thề thốt gì hết. Nên nhớ, thề thốt không phải là chánh pháp. Mình thọ giới ích lợi là cho mình, rồi sau đó mới ích lợi tất cả mọi người xung quanh, cha mẹ, anh em và tất cả chúng sanh. Cũng như người đi học vậy, đi học không phải là ích lợi cha mẹ, mà ích lợi cho cuộc sống của mình. Và sau đó nhờ cái có học mình mới trở nên người tốt lành, ích lợi cho cha mẹ, anh em và người láng giềng, và cho quốc gia, cho tất cả thế giới và vũ trụ. Đó là ảnh hưởng tới thôi. Thì cái thọ giới này cũng vậy, đó là trường học đạo, còn cái kia là trường học đời. Ngũ căn là gốc rễ của cái cây, cho nên gọi thì gọi là căn. Thế ở trong sự tu hành của chúng ta cần năm cái gốc rễ là cái gì? Để con có lòng tin, phải học, tìm hiểu, cho nên phải gần những các vị mà người ta tu theo tịnh độ. Đấy, trong kinh Pháp Hoa gọi là cái thân cận xứ. Mà trong kinh Lăng Nghiêm thì mình gọi là cái gì? Trừ cái trợ duyên. Cho nên nên tránh những cái người người ta không tu tịnh độ, người ta không ưa cái pháp môn tịnh độ, mà người ta hay nói và cái cách thức người ta phản đối pháp môn tịnh độ. Đừng cậy là mình đã cao đạo, mình không cần. Nhưng mà nghe một lần thì mình còn phản đối, nghe lần thứ hai mình đã hơi quen tai, nghe đến lần thứ ba là mình quen tai rồi, và đến lần thứ tư thì có thể là mình chấp nhận, rồi đến lần thứ năm ấy thì có thể là mình tùy hỷ người ta. Thế cho nên phải tránh những cái trợ duyên, để cái lòng tin của mình nó đừng bị thương tổn, mà phải gần các thiện tri thức. Nếu mình đã thật muốn tu tịnh độ
phải gần những người tu tịnh độ, tránh những, ở trong Pháp Hoa cũng dạy đó, dạy các Bồ Tát phải không được gần các tỳ kheo, tỳ kheo ni, phải tránh các tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tại sao như thế nhỉ? Đáng lẽ Bồ Tát phải đỉnh lễ các tỳ kheo, tỳ kheo ni, và thay mặt chúng sanh mà đỉnh lễ, rồi phải khuyên các chúng sanh nó lễ bái các tăng ni để nó theo về quy y ngôi Tam Bảo. Bổn phận của Bồ Tát là thế. Mà làm sao bây giờ ở trong Kinh Pháp Hoa thẳng cánh phải xa lánh các tỳ kheo ni? Chính là bởi vì các vị tỳ kheo ni, cái oai nghi của nhà thiền nó rất là hấp dẫn. Từ cái tướng mạo, nghĩa là cái oai nghi, cái tướng mạo của tăng ni thanh tao lịch sự, cái oai nghi thiền của các ngài nó hấp dẫn lắm, mình dễ bắt chiếc, mình dễ theo lắm. Thế rồi chính cái tư tưởng giải thoát luân hồi của các ngài nó gần với con người lắm. Cũng như là người đau ốm mà thấy cái thuốc, cho nên ai cũng khao khát mà cũng thích. Thì chính những cái hấp dẫn ấy nó khiến cho ông Bồ Tát dễ theo, bái phục các vị tăng ni. Mà do cái chỗ đó thì sao? Bái phục thì theo luôn với cả cái tầm chi kiến, thế là bỏ chúng sanh về Niết Bàn. Cho nên cái sự nghiệp Bồ Tát nó phải hỏng. Vì cái sự, bởi vì muốn bảo nghệ vệ cái sự nghiệp Bồ Tát, cái tầm chi kiến của Bồ Tát là phải quên mình độ chúng sanh. Quên, chẳng những là quên mình, quên thân, quên tâm, mà phải quên cả cái giải thoát. Bá thí cả tâm hồn, bá thí cả sự giải thoát nữa, tận tình lo cho chúng sanh. Thế nếu mà gần các ngài, các vị tỳ kheo với tỳ kheo ni thì dễ thoái cái Bồ Tát, cái sự nghiệp Bồ Tát. Cho nên rằng Phật bảo muốn giữ được cái chi kiến của Bồ Tát thì phải xa các ngài, các vị tăng ni. Tăng ni mà Phật bảo còn phải xa. Mà đây là lời Phật nói ở trong kinh. Thì như thế chúng ta thấy rằng cái chuyện là giữ cái tránh những các cái duyên xấu và cái quan hệ lắm. Những bạn mà cứ lôi chúng ta đi chơi, ví dụ như là Nhu Hòa mà cứ viết thơ cho cô Hoa Đức để xui cô Hoa Đức đi chơi, những cái bạn ấy là phải đánh đòn. Mà tôi chưa có thời giờ tôi đánh đòn thì thôi, còn để cái roi ở trên lưng cô đấy, chưa nói tới được ấy, chưa có thời giờ. Các bạn ấy là phải tránh. Những cái loại bức thơ ấy mà gặp ấy thì phải đốt đi ngay, chứ không có, đừng có dại mà ghé mắt vào mà đọc. Cho nên rằng phải cái như trong Lăng Nghiêm, trừ kỳ trợ nhân. Trợ nhân thì trong kinh, trong luật thì chỉ nói có năm thứ rau cay này. Nhưng mà cái trợ nhân theo những ý thầy nguy hiểm nhất chính là thầy tà bạn ác. Những người bạn buông lung, lôi mình đi đường phóng dật, thôi thì thôi hết đấy. Thế bà thầy, xong rồi con nghĩ bữa có Phật sư con dạo nói là theo Phật môn của sư cô Thanh Hải là không có đúng, cho nên con thấy cuốn sách là ai cũng khen hay thì con đừng đọc. Mà trong tâm con là con đọc là như cái đọc phải thì con thì con nghe mà phải là trả thì thôi, con đọc cho biết thôi. Nhưng con nghĩ là thì con sợ là đọc thôi. Bởi vì cái trình độ của con chưa phân biệt được cái trái phải. Chính thầy cũng không đọc sách của các thứ của cô Thanh Hải. Người ta cũng đưa tận vào trong thất của thầy. Ở trên Đà Lạt thì có hẳn một cái tông phái của cô Thanh Hải cứ vào trong thất của thầy để chiêu vời. Muốn là thầy theo thì cả chúng cùng theo. Thì người ta được một loạt đệ tử. Để về, thực ra không phải người ta chiêu vời đệ tử, nhưng mà người ta chiêu vời những người để theo cái tông môn đó. Mà thầy cũng không dám đọc những cái quyển sách ấy, thầy giả. Thầy chỉ biết là Hòa Thượng Thanh Từ là một vị thầy của thầy, từ lâu thầy vẫn tin kính, là một vị mà có cái chi kiến đúng. Mà Hòa Thượng Thanh Từ đã lên tiếng là
cái việc của Thanh Hải không được. Thầy còn nghe không biết có đúng hay là sai, mà Thượng Thanh Từ còn viết thơ thẳng tới cái ngài Thanh Hải đâu, hình như tận bên Mỹ cái bài, và để can đừng có Hoàng Dương cái đừng có nên làm cái việc Hoàng Dương Phật pháp để can, thì cô Thanh Hải cô giả nhờ rằng ngài là một vị cao tăng xá trì, một cô sư nữ mà ngài bận lòng làm gì. Thế là cô Thanh Hải cô giả nhờ như thế thôi, bỏ qua, nghĩa là cô không vâng lời. Thế thì cứ thầy chỉ biết rằng chính ngài Thanh Từ đã lên tiếng mà công khai tuyên bố là cô Thanh Hải không được, không thể là một vị giáo chủ được. Thế thì chúng ta không nên gần, không nên đọc sách của ngài, bởi vì cái khả năng trình độ chi kiến của chúng ta nó chưa được chín, chưa được sâu, thì để cái việc kiểm soát ấy cho các bậc thầy, các bậc tổ. Chứ còn bé còn nhỏ không nên dại dột mà nghe cái mắt tò mò. Thế đấy, thì bởi vì thì con ở nhà thì con cũng phải biết là con phải là người ở trong chúng, thì con phải vâng theo cái kỷ luật của chúng. Đáng lẽ mỗi khi đọc sách thì không phải về nhà là tha hồ phóng túng, mà mỗi khi đọc cái gì phải có xin phép các vị lớn. Đấy, cái chữ tín của chúng ta phải bảo vệ, không những là phải cần vun bồi cho nó sâu, mà phải bảo vệ tất cả những gió sương, những bão, để cho nó đừng hỏng. Mà bảo cái cách bảo vệ cần nhất ấy, là phải cẩn thận, không gần những cái người phản đối pháp môn tịnh độ, không đọc những cái sách mà của những người theo đường khác. Cần phải đọc sách về tịnh độ và gần những người theo pháp môn tịnh độ. Huống chi là học, thờ làm thầy thì phải chọn những các bậc mà người ta tin pháp môn tịnh độ. Đó là chúng ta lo vun trồng cái gốc tín. Thế còn chữ tiếng thì làm thế nào? Và niệm, chữ niệm là nhớ đến. Cho nên thường hằng nhớ lấy đến pháp môn tịnh độ. Thế còn định cũng do cái công phu hộ sáu căn, gạt những cái vọng ở bên ngoài thì gạt những vọng duyên, ở trong tâm thì phải gạt những cái vọng tưởng, thì cái tiếng niệm Phật ấy, nó mới được thường xuyên. Thế rồi còn chữ tuệ, trí tuệ ấy, cái trí tuệ vô lậu ấy thì phải đợi thời giờ. Còn chúng ta bây giờ hiện tại là cũng phải có cái trí tuệ để biết rõ cái pháp môn này. Đấy. Ngay cái lúc tín đã phải có cái phần tuệ này. Ngay cái lúc tin phải có cái tuệ, hiểu rõ, biết rõ cái pháp môn, biết đường lối tu hành. Như con nói thì rất đúng, nhưng cái ấy là cái phần quả. Cái tuệ ấy là phải đợi cái ngày giờ nó tự khai. Còn cái tuệ như thầy vừa nói là cái việc thiết yếu hiện tại mình phải có.